Làm gì vậy? Đang làm gì? Hả? Còn đi nữa hả? Bữa nào đi với ông nữa hả? Thôi đi luôn. Tắm luôn hả? Ổng đâu, ổng đi lên núi hút con phân mới về nè. Được bao nhiêu bữa nay? Bữa nào tính đi với ông nữa thôi, lên trên đó thôi. Đường đi cũng êm mà hả? Và khỏi chỗ bộ đội một chút có cái đường đi lên đúng không? Ông đi à, ông đi mấy giờ? Sáng sáng đó. Đi về đó nó mát ha. Để coi tính đi lên nó quay chiếm nữa coi. Đi nếu đi 6 giờ là giờ này xuống đó hả? Đi 6 giờ thì có khoảng mấy giờ ta? 9 giờ. Thật thật gì ngày muốn nữa nghe. Ngon không? Ngon hả? Thôi thôi thôi. Ở đâu ông dở đó, dở cái chùm đó lại đây. Để ông quay con một chút coi. Đứng mẹ đem lại đây. Nè quay lại đây nè. Nè. Xích lại đây. Đó nhìn đây, đó. Dở chùm chăm lên coi. Đó, em bé ăn cặp mọi nhiều. Lấy ba bị hủi bánh lúa nó chột tay với mình xanh chó ha. Ở đây người ta đang 200. Nó biết lượm trăm nữa. Hay quá vậy ta. Bà lắm ôi có đây yêu quá nè. Không biết tiếng Khmer không? Dạ không. Sao lấy vợ Khmer mà không biết tiếng Khmer trời. Trời không chịu học. Tại sao không học? Em bé 200 nè. Nó nguyên chùm trăm nè nha. Em bé ăn trăm luôn nè. Nè nhìn ra đây coi em bé. Em bé ơi. Em bé à. Anh chân chụp thọt anh chân. Kê thọt kê toàn cứt lôi khuôn ai hóng bao tiệt cả kê nè thiệt. Ông anh ấy thọt. Bông cro khuôn. Tay na na ông anh thọt tao ông anh quay cả kê. Bỏ vô ăn đụng hết con.
phong cro khuôn phong tiệt cả tiệt họ từ lôi thứ bay rồi. Em bé ăn cứt gà, em bé ỉa không ra. Em bé 200 nè, với bà ngoại hả? Em hái đi đi, em bé đi 200 với mẹ với bà ngoại. Ba người Việt lấy vợ không em, không biết tiếng không em. Theo tôi là tôi không có gả cho đâu. Lấy xa ba mà lâu má đi. Mời hộp trong bàn phong. Kể ngày môn vô. Kể ngày môn vô mãn pháp bài bọc kê đây. Ừ, bài bình bèm mở đầy với sợ mươi hả lũ ơi. Điều bài ở khám ơi anh phúm. Cửa này ở trên đồng nó toàn đi 200 luôn. Ở khu này mấy cây này toàn cái trăm không. Em cái vỏ theo cũng đi 200. Nên tập bay ấy. Tập bay. Ừ? Bay chạy. Bay ở bên mơ mà. Bay ở bên mơ mà. Anh sao tỏ mái phá áp này. Mấy tập bay này. Bay nữa. Hát men kéo ấy. Nè. Đi áp vô. Bạc. Lưu. Anh sẽ ăn vô bạc, vô ăn muối. Nè, vô dê mới nè. Bạc mới, anh thọt mới. Ăn được không? Coi, ăn được không? Ăn được. Ăn hồi nào mà ăn được. Biết không? Biết ăn không? Biết. Ăn được, cái này, hộp dịch bữa nay bự nè. Hả? Hột vịt bự cho một cây xúc xích thôi, chừng nào hột vịt nhỏ mới cho hai cây. Sao khoái ăn xúc xích quá vậy? Hả? Bộ thích ăn xúc xích lắm hả? Bài. Có kẹo không? Không có kẹo, hết kẹo rồi. Không có tiền mua kẹo luôn. Bây giờ nghèo rồi, hết tiền mua kẹo rồi. Cho cơm rồi, cho kẹo nữa, tiền đâu rồi, cho đủ. Hả? Giờ lấy ăn không vậy? Mà ăn không? Ăn. Tưởng không ăn trả lời tôi nha. Không.
Không ăn trả lời tôi. Nó ăn nó ngán không? Ngán trả lời đi.